đó là cả Rambo sẽ là một bộ đôi bắn ra từ chiều hướng Leo và Đắc ở đây. Nên nhớ một việc là ngày hôm qua thì ở bên phía của Phát đó là cái khu vực cầm A này, nhưng sau có từ ép tới nơi bắt đầu di chuyển vào cái khu đấy là đường mid rồi. Sợi đi có vào của Phát còn tiện được công ba làm ngay cho mình hai bạn, làm ngay cho mình ba cái đầu. Ôi trời ơi, Yomeo làm mai bắn xéo ở đây. Chúng ta làm được một giây bắn ra vị trí của nhà Yomeo đáp bầu kỳ rồi. Bây giờ đô la anh ta sẽ bắt được bởi anh ta làm một, anh ta có hai cái đầu liên tiếp ở trong và đã bỏ cất từ David đánh cầu. Và cũng bình yên bắt xử lý một vé này á, tôi không tin. Rambo tham mình sai và TAEM đã có bắt đầu trên đường cao. Một triple kill dành cho TAEM cả số rồi, làm một lên một. Đó là vì họ di chuyển lên cái khu vực bên này. Yomeo làm đôi, Yomeo làm ba. Cái mạng Rambo nữa vào Lucas, anh ta bắt được một người là bắn nhau. TAEM bây giờ mới chỉ để bắn yếu được vị trí của Shady, có đô la cũng là Shady. Đô la lên bảo bởi TAEM và lại là TAEM ở đây có qua ra kill rồi. Chơi flash tại cái đấy. Và Shady thì chưa biết, Shady ở trên cao bay, nét flash được trả vào và xin triple Celebi Last Legend.